jgrayroblox.com, số máy ạc Roblox, chất lượng uy tín, vòng may mắn chỉ với 9k, cơ hội chúng tới 1999 Robux. Ngoài ra còn có chương trình đua top nhận quà cực khủng và có rất nhiều ưu đãi khác. Link shop mình có để dưới phần mô tả video đó nha. Hello chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một video cực kỳ đặc biệt. Đó chính là mình sẽ chơi những tựa game Skibidi Toilet trên điện thoại nha các bạn. Và những game này các bạn cũng có thể tải về chơi hoàn toàn miễn phí luôn. Các bạn có đồng ý hay không? Đồng ý thì ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu video nào. Nhưng mà trước qua video này thì mình có một cái tin vui muốn thông qua cho các bạn. Là hôm qua mình nói các bạn là kênh của chúng ta là kênh JGrayVN này nè các bạn ơi, đang có 99% anh em xem chùa đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay đã giảm rồi các bạn à. Ngày hôm nay chỉ còn 87% anh em xem chùa thôi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm qua các bạn đã bấm like cho mình rất là nhiều. Mình mong là ngày hôm nay các bạn cũng làm như vậy để kênh của mình sẽ quay trở lại là 85% anh em xem chùa nha các bạn nha. Mình chỉ cần giảm 2% thôi là mình đã vui lắm rồi các bạn. Nên ngay bây giờ anh em nhớ bấm nút like để chứng tỏ cho mình biết là các bạn không phải là những người xem chùa nha. Nhưng mà nào lượng mấy kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu video thôi. Let's go baby. Đây chính là 6 tựa game Skibidi Toilet mà các bạn có thể chơi trên điện thoại nha. Những cái game này thì mình tải ở trên là Apple Store nha các bạn. Bởi vì ở trên CH Play thì có rất là nhiều game các bạn à. Thế cho nên là bây giờ tạm thời mình sẽ làm video này là mình sẽ chơi ở trên Apple Store trước nha các bạn nha. Nếu những bạn nào muốn mình chơi những game trên CH Play thì ngay bây giờ mình luôn phía dưới là anh Jay ơi, anh ấy chơi những tựa game Skibidi Toilet trên CH Play cho điện thoại Android nha anh Jay. Còn cái này là sử dụng cho những bạn nào sử dụng iPhone hoặc là iPad nha các bạn. Ngay bây giờ thì mình sẽ vô chơi tựa game đầu tiên nào. Let's go. Đây là tên mình để cho các bạn coi luôn rồi nha. Vô nè. Ấy. Ok các bạn à, bây giờ nó sẽ cùng vô chơi game đầu tiên nào. Game đầu tiên thấy có vẻ khá là xú nha các bạn. Nó ghi cái gì Skibidi Toilet mà. Oh. What? Thôi, game đầu tiên các bạn coi ảo ma Canada như kìa các bạn. Đối diện của chúng ta đó chính là những con Skibidi Toilet ba đầu và có cả Skibidi Toilet phiên bản giống như là anh cameraman luôn các bạn à. Ok và đây là đội hình của mình nha các bạn nha. Bây giờ thì mình sẽ cho fight là cho đấu luôn. Wow, cái gì vậy? Cái gì vậy? Ui đúng là game ở Bình Dương các bạn ơi. Đúng là oh, wait a minute. Game này đúng là game ở Bình Dương các bạn à. Những cái game ở trên điện thoại là nó Bình Dương quá anh em ơi. Và các bạn có thể để ý thấy á, là cái đội quân của mình nha các bạn, nó cũng chính là những cái con Skibidi Toilet. Nhưng mà nó ở trên đầu này là cái camera các bạn à. Quấy giờ về đây. Ui cái game này nó Bình Dương quá. Cứu mình đi anh em. Ủa mình đang đứng ở trên cái gì á? Giống như kiểu mình đang đứng ở trên một cái bồn cầu luôn á các bạn. Ui mà sao quýnh hoài chưa ghi hết nữa. Những cái thằng ấy nó cứ quay vòng vòng nó né đòn hay sao á các bạn ơi. Ok các bạn. Ô mà lửa sạch đồ ghê ha, đồ dữ ha. Thấy game này cũng vui vui á nhưng mà sao giết hoài không được cái cây ta. Ủa mấy này nó trâu tới vậy luôn hả, giết hoài không chết luôn cả bạn. 6 and a half hours later. Wait a minute, mình phải công nhận cái game này nó thật sự rất là Bình Dương luôn các bạn à. Bởi vì từ nãy giờ mình ngồi ở đây là 10 phút đồng hồ mà tụi này vẫn quay vòng vòng các bạn. Mình không biết làm cách nào luôn các bạn ơi. Nên mình nghĩ là ngay bây giờ mình sẽ mua nhiều con hơn. Mình nghĩ là sẽ có khả năng tiêu diệt được tụi nó nha các bạn nha. Ủa wait a minute, sao mình nó mua được vậy? Ủa game này nó Bình Dương quá bạn ơi. Và game đầu tiên của chúng ta mới vừa vô chơi nó đã khá là Bình Dương rồi các bạn à. Mình nghĩ thật ra chắc là do mình đã tắt mạng khi mà làm cái video này cho các bạn coi thì mấy cái thằng này nó lát không có được hay sao á. Nếu như các bạn nào mà đã chơi game này rồi hãy tải về chơi thử nha. Mình thấy cái game đầu tiên của chúng ta chơi này thấy cũng hơi thú vị đấy. Nhưng mà thôi, nó Bình Dương quá. Ngay bây giờ mình sẽ cùng nhau chuyển qua video thứ hai, ông chuyển qua game thứ hai nào. Let's go baby. Ok các bạn ơi, cùng nhau qua game thứ hai luôn nha. Đó chính là game này. À ơi, sao game nào nó cũng màn hình ở dọc á. Mình không thích màn hình dọc các bạn, mình thích màn hình ngang hơn. Ok nhưng mà chắc là lát nữa những game sau sẽ có màn hình ngang nha các bạn. Rồi ok, let's in. Wow, cái game này nhìn thú vị thật cái chứ. Các bạn nhìn thấy đối diện của chúng ta không? Đó chính là những con Skibidi Toilet các bạn. Ok bây giờ thì mình cần phải làm cái gì đây? Ui cái con của mình, nhân vật chính của mình sao nó đen thù lùi vậy trời. À bây giờ mình phải lấy những con này nha. Ủa đi vô mấy cái khói được gì không? Không biết nữa. Ờ ở bên đây có tiền đi qua tiền đi. Ừ, tiền là con alphabet lo không? Wait a minute. Ủa cái gì vậy? Đánh son môi rồi cái gì tùm lum vậy? Trên tay đánh son môi rồi đi vô trong cái chỗ này là thúi rình luôn nè. Ôi, ủa, mình đang quấn lộn mày ơi. Ok 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 ok.
Cái gì vậy trời? Gì vậy trời? Skippy đi toilet mà lại cầm đánh son môi với chải mascara các bạn à, ảo thật cái chứ. Mà nó cho mình 3 sao luôn đó bạn. Chứng tỏ là mình cũng giỏi dữ lắm nha các bạn nha. Ủa mà sao mình giờ qua mạng không được trời, cho tôi qua mạng đi trời. Ok các bạn ơi, mình mới bật mạng lại để cho nó lát game nè các bạn. Nói chung là những cái game này á thì mình rất là ghét để bật mạng khi mình làm video cho các bạn coi luôn, bởi vì nó quảng cáo nhiều lắm luôn các bạn. Nhưng mà thôi được rồi, mình đã bật mạng lại để mình coi một số cái quảng cáo để làm cho các bạn coi nè. Nên nghe bây giờ các bạn nhớ thương anh Jay. Ví dụ như trong video của mình mà có xuất hiện từ 5 đến 6 giờ quảng cáo, các bạn nhớ coi giúp cho mình để mình có tiền để mình làm mua thêm mấy cái đồ mà tránh quảng cáo để mình làm video các bạn coi hay hơn nha. Đồng ý không? Đồng ý thì hãy làm liền nha anh em. Và đặc biệt nhớ bấm like nha, chứ kênh mình bị coi chùa hơi nhiều rồi đấy. Ok giờ chơi tiếp nào. À vô. Ok. Ủa mà mấy cái nước này là cái gì á, mình không biết nữa bạn ơi. Kiểu nó làm cho thơm cái gì á ta? Chắc mình nghĩ là như vậy á. Ok. À, những cái con mà Skibidi bự á là nó, chúng ta phải đánh lộn với nó nha các bạn nha. Đây. Diao là cái gì? Mình không biết Diao này là gì nữa bạn ơi. Thôi kệ, lụm luôn đi, lụm đại đi. Qua đây. Ồ, mình đang quýnh luôn nè. Hiện tại là mình đang có 7.000 mấy chục đô la luôn các bạn. Wow, mình đi sâu chưa nè, ghê chưa? Bro. Có vẻ như mình thấy là chúng ta sẽ mang những cái đồ trang điểm đó để trang điểm với những cái ông kia các bạn. Ok, bây giờ thì nó bắt mình phải mở mạng để chơi thêm màn khác rồi các bạn à. Thôi, để qua game tiếp theo luôn nha anh em nha. Ok, và game tiếp theo có tên là Food as Toilet nè, để mình vô chơi thử luôn nha các bạn. Thấy game này có vẻ thú vị anh em ơi. Rồi, để mình trải nghiệm thử luôn cho anh em coi. Mới vô có cái hình như ngầu quá vậy. Được đấy. Ok, có hình của anh Titan Speaker Man và một con camera và một con Skibidi Toilet các bạn à. Rồi, giờ mình sẽ chơi chế độ normal hay ha. Này, cái gì đây? Được chọn nhiều nhân vật quá. Ui, mình muốn có anh này. Ok, anh này mình có thể mua được luôn nè. Wow, nhưng mà mới vô là chúng ta là cái anh nào vậy? Mới vô hình như chúng ta là cái nhân vật này nè các bạn ơi. Nhân vật này cầm hai cái kiếm giống như Star Wars vậy đó. Ủa rồi chơi sao đây? À, dùng cái kiếm này để quýnh tụi nó các bạn ơi. Thằng này nó cầm cái gì đây? Thằng này nó cầm cái đồ tắm ở trong toilet các bạn. Cái vòi sen. Ủa nhưng mà mình bây giờ một mình cân hai hả? Lỗ vậy? Ok. Ủa có một thằng hình cái bồn cầu hả bạn ơi? Mà cái người nó còn cục đen nâu nâu nữa, ghê thiệt cái chứ. Ơi mình sắp chết rồi bạn. No bro, no. Mình đã chết rồi. Thôi, vậy thôi chơi con khác. Ở đây có con zombie nữa bạn. Ê, con zombie cầm nguyên cây kiếm nhật luôn anh em. Coi nè, mày láo. Ây da, nó đá đầu mình nè, mày láo. Cho mày ăn kiếm nhật nè con. Mày ăn kiếm nhật đi con, mày đùa, tôi biết cái tên em mày luôn, mày láo. Wow. Khi mà chúng ta sử dụng vũ khí mà vô người tụi nó thì cũng giống như là bị chặn lại nha các bạn nha. Ồ, một đứa chết rồi nè bạn ơi, mình bro chưa? Yeah, you win, let's go. Bro. Ê, hợp lý vậy. Ủa, thằng này bự vậy? Ủa, thằng này nó bự quá, cái thằng này là cái thằng hồi nãy của mình chơi mà nó bự nó mấy ơi, nó phiêu bự, ai da nó đá mình đeo đầu một cái kìa. Ui, thằng này nó bự quá, khó đâm nó ghê á. Mày láo, đừng đùa với kiếm nhật katana nha cu. Mày láo hả con, tu bi cái tên đi mày luôn. Dạ. Ủa, ok, mình win nè mấy ơi, lần này mình win lại chắc rồi. Hay chưa? Nói chung là bự cũng lỗ mấy bạn à. Được, bây giờ mình sẽ đổi qua nhân vật khác nha. Con này là con gì đây? Toilet Stucker. Toilet bị kẹt hả? Thôi không thích. Nè, camera head nè, ok, có gì đó không? Rồi, tạm thời là chỉ có nhiêu đó. Và đây chính là cái con mình muốn chơi nhất luôn. Let's go. Ok, bạn ơi, vô. Ui, chết rồi, mình phải đối đầu hai thằng này. Wow, trời, mình quýnh đúng mạnh luôn bạn. Oh my god, đúng là Titan Speaker Man có khác. Nhưng mà Titan Speaker Man bây giờ là phe ác rồi bạn ơi. Một thằng lên đường, đâm thằng này luôn đi. Cái thằng này nó lấy cái vòi xe nó quýnh, mắc cười quá. Ây da, nó cứ quýnh mình hoài vậy. Ui, mình lên lấy cái chân đá rồi nè các bạn ơi. Nhưng mà có vẻ như này mình đang bị lỗ hơn rất là nhiều, cần phải di chuyển khác. Mày sao? Easy game, trời ơi. Ở tính ra mình chơi game này giỏi ghê các bạn. Ok, bạn nào nhớ thấy game này hay nhớ tải về chơi nha các bạn nha. Mình thấy game này khá là vui luôn á. Ui, cái con gì kia? Cái con gì ở trên đây nữa bạn ơi? Cái con gì nhìn nó lạ quá à. Hay đây là nhân vật mới mai mốt ở trong bộ phim Skibidi Toilet ta? Cũng có khả năng á nha. Ui, thằng này nó cầm ống tim nữa bạn. Ngày ghê quá, nó chơi nó cầm ống tim các bạn ơi. Thật là kinh dị. Ui, hai thằng này. Hai thằng này chuyên nha, chơi tuyệt chiêu ăn gian. Hai quýnh một. Ây da.
Hai quýnh một không chột cũng què, chơi vậy mình lỗ rồi. Trời ơi, để kiếm thằng khác coi coi, từ từ để mình xem có thằng nào khác không nha mấy nha. Thằng này là như là ống tim nè. Bây giờ mình sẽ mua cái thằng hai cái tôi ớ, thằng này tới 1.000 đô lận bạn, mình không có đủ tiền. Để mình thử mua thằng này đi. Thằng này là gì đây? Ồ, thằng này là cái thằng cầm cầm hai cái đồ màu tắm nè mấy người. Ồ dạ. Ok, con quay Lego Ninjago. Ui ui. Hai cái đồ màu tắm mạnh ghê, mày láo. Ây da, ây da, ây da. Ây da, lao. Quên luôn kìa. Let's go. Trời đúng rồi, đọc là. Ui, hồi chết rồi, hai thằng này cầm hai cây katana sao mình ăn nổi. Thôi thôi mày ơi, thôi mày ơi, cầm hai cây katana sao anh ăn nổi. Thôi anh xin lỗi mà, làm gì á. Ui, ui, cái đồ tắm, cái dồi sen này sao quýnh lại hai cái katana đi các bạn. Ôi, mình sắp chết rồi bạn ơi, mình tiêu rồi. Nó cầm katana mà nó chơi hai con sao mình chơi nổi các bạn. Nói chung là game này mình thấy khá là vui nha. Và tất nhiên là có một cái con mình rất là thích, đó chính là con Titan Speakerman luôn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua game tiếp theo nào. Let's go baby. Okay. Game thứ tư nha các bạn nha. Skibidi Toilet gì đây nè. Đâu vô thử ra coi. Ai rồi, ok. Game này có vẻ là màn hình ngang luôn. Cái gì đây? Skibidi Toilet mà có súng hả trời. Vô. Gọi gì đây? City với lại cái khu industrial, có nghĩa là khu công nghiệp các bạn ơi. Gọi chơi city đi. Rồi bây giờ mình sẽ level 1, level 2 cho level 1 đi. Đấy, rồi. Mới vô tới con này đây, có vẻ uy tín rồi đấy. Ok, thú vị. Giờ vô chơi thử rồi sao. Đúng là những game độc lạ Bình Dương. Rồi, let's begin, bắt đầu nào. Wow, có súng luôn anh em. Oh, ghê. Game này hay nha, game này có súng luôn nha các bạn nha. Độc lạ chưa, dữ chưa. Ok, súng này bắn được vậy. Súng bắn được luôn các bạn ơi. Ok, nhưng mà trong video này á thì hiện tại là mình chưa có biết cách chỉnh tiếng ở trong khi mà sử dụng điện thoại cho các bạn coi nên các bạn thông cảm cho mình nha. Được rồi, đâu, con Skibidi Toilet ở đâu? Skibidi Toilet ở đâu ra đây? Có súng lục luôn nè các bạn. Dữ, bắn rồi. Dữ. Ê mà công nhận chơi bằng điện thoại khó thì các bạn à. Để mình bắn rồi, nó có đây không? Ui sao mà chỗ này tối quá, sao mình có thể tìm thấy nó đây? Trời đất quỷ thần tiên địa ơi, bây giờ tôi tìm mày ở đâu cái thằng kia? Lấy sắt cưng tỉa kiếm cho dễ. Wait a minute, nó đang ở đâu vậy? À, thấy chú em rồi. Lại đây cho anh ăn một viên đạn coi. Lại đây. Woo, let's go. Ok, chỉ cần giết một đứa là được nha các bạn nha. Rồi, next, tiếp tục nào. Mình tới thành phố tiếp vào đây. Mình đang đứng ở trên cái cây luôn nè các bạn. Đã thì cái chứ. Ok, bạn ơi, chúng ta là một người lính. Ngay bây giờ mình phải cần tìm hai con Skibidi Toilet lận các bạn à. One eternity later. Rồi, một con đầu tiên. Mày làm gì? Ok, được một con rồi các bạn ơi. Đi tìm con tiếp theo nào. Game này có chạy mà nãy giờ mình mới tìm thấy luôn á các bạn. Đâu. Ở đây không có nha anh em nha, đây không có nha. Rồi ok, một con rồi, còn một con nữa thôi. Ủa sao giật dữ vậy? Ok, nhờ kệ không sao đâu. À, đâu rồi ta? Mấy gì men hết kiếm hoài cũng ra. À, đây rồi, mình sẽ quăng lựu đạn đó. Ăn lựu đạn đi, fire the hole. Mình ném lựu đạn với nó văng ra ngoài luôn các bạn. Nói chung là game này khá là độc lạ Bình Dương các bạn à. Để mình xem súng coi. Súng sạc gân, súng MB5, súng AK-47, súng M4A1, súng AK này chắc AK-12 quá à. Súng sạc gân quay trở lại. Ok, game này có thể mua súng đồ các kiểu nha các bạn nha. Nói chung là game này mình đánh giá là khoảng chừng nãy giờ chơi game mà quên đánh giá các bạn. Nói chung là những game từ đầu đến giờ chơi thì cũng khá là Bình Dương các bạn à. Có cái game hồi trước mình vừa mới trước mình chơi xong á thì thấy cũng được nha. Ok, từ game này mình sẽ đánh giá là game thứ tư này cũng được khoảng chừng 8 điểm nha bạn. Cùng nhau qua game tiếp theo nào. Let's go. Nice. Ok các bạn ơi, thì cái game đầu tiên mình đánh giá nè. Đánh giá lại game đầu tiên thì mình đánh giá nó khá là tệ luôn. Tạm thời là 4 trên 10 nha các bạn. Game thứ hai thì mình đánh giá nó cũng hài thôi, nên mình là 6 trên 10 nha. Game thứ ba thì cũng khá là vui luôn, mình đánh giá nó là 9 trên 10. Ok, 8 trên 10 thôi. Ok, game thứ tư là hồi nãy mình đánh giá là 8 trên 10 luôn đúng không? Ok, và bây giờ mình sẽ cùng nhau qua game thứ năm. Thấy có màu hường là mình thấy thích rồi nè. Let's go baby. Có mờ hường nam tính là ghiền nha. Wow, nhìn đẹp dở lắm các bạn.
Ồ, cái này có vẻ thú vị đấy. Học lấy. Được. Rồi, bây giờ chơi chọn độ khó đúng không? Ồ, mình chọn chế độ dễ đi. Mình không biết chơi trên điện thoại nhiều đâu. Rồi, new game. Ồ, mới vừa vô có con gì nè các bạn. Wait a minute. Hello anh. Xin chào anh nha, giờ em phải làm gì đây? Oh my god, nhìn nó ghê quá vậy. Game điện thoại mà ghê quá vậy trời. Ồ, có cái thủ nè các bạn ơi. Em có thể chui vô cái tủ nha. Rồi ok. Đây là cái cuốn sách toán nha các bạn. 1 cộng 1 bằng mấy? Dễ. Yeah. 1 cộng 1 bằng 3. À lộn, bằng 2. Ok, 9 trừ 1 bằng 8 nha. Ok, 2 cộng 1 bằng 3. Trời ơi, cái này là toán cấp mấy vậy? Dễ vậy trời. Easy. Ơi anh ơi, em làm toán thôi mà anh đừng có quýnh em nha. Ôi, ok, cái gì đây? Ồ, lại một cuốn sách khác các bạn ơi. 5 cộng 8 là 13. 7 trừ 2 là 5. Gọi gì đây? Cái này là cái gì đây? Ông nội ơi, cái gì vậy trời? Tôi nhập tầm 7 luôn. Trời ơi, tôi nhập tầm 7 đại luôn. Ok. Nhập tầm 7 cũng được nha các bạn nha. Cái thằng ở đây nó biến mất rồi. My god thì cái chứ. Cái cửa nè. Chúng ta cần một cái chìa khóa màu xanh lá để có thể vô cái cửa này. Wow, Skippy Toilet phiên bản ma kìa. Hồi nãy mình nhớ là lúc đầu vô là nó cũng game mà nó cũng nói cái gì ghost gì vậy phải không? Ok các bạn ơi, đây chìa khóa màu xanh lá nè. Come on, lấy chạy nó dí kìa em ơi. Skippy dop. Yes, Skippy dip, Skippy dop. Ok, bây giờ mình sẽ cùng nhau qua bên đây và mở cửa nào anh em. Này, mở vô. Ấy, ngon liền thế mình thông minh chưa? Một cái chìa khóa màu xanh. Màu này là màu Cyan nha các bạn nha. Này, Cyan mới đúng nha. Rồi, mở ra một cuốn sách nữa. Một cuốn sách toán. 29 cộng 7 đó chính là 0. Cho mình chọn số 0 đi. Ấy, 0. Ấy, chọn số 0 thì nó đều vẫn có thể được nha các bạn nha. Cái game này làm toán độc lạ bình dương lắm các bạn. Một cây búa nè. Lấy cái búa để làm gì rồi? Thôi không quan trọng đâu, bây giờ lấy cái chìa khóa này đi kiếm cái cửa để mở mới ngon nè. Ui, nó kìa, đang đứng ở chợ mình kìa. Đó là cái chìa khóa màu trắng nha. Ở bên đây là màu gì đây? Ở bên đây là màu cam các bạn ơi. Ở bên đây, đây có màu xanh nè. Ngon, vô liền. Mở cửa vô luôn. Let's go, mình đang ở đâu đây? Không, hãy nhập đại đi bạn ơi, cần gì quan trọng. Bên đây là cái gì? Một cái cờ lê. Cái cờ lê sẽ mở được cái này hả? Ô, mình không biết nữa, mình mở thử coi. Không được bạn ơi, cái này cần cái chìa khóa đi các bạn. Cái cờ lê làm cái gì đó mình cũng không biết nữa. Tạm thời mình sẽ thả cờ lê đi. Ok, qua bên đây coi, bên đây là cái gì đây? Một cái cửa cần chìa khóa màu đỏ. Ok, khá là gì ta, tương đối khá là dễ. Do mình chọn cái độ dễ các bạn. Do mình chơi điện thoại không có giỏi đâu, cho nên là phải chọn cái độ dễ thôi. Một cái gì đây nè? Một cuốn sách toán. Trả lời không liền. Nhanh lẹ lên cho tôi. Nó qua giết tôi bây giờ. Ok. Chìa khóa đâu vậy? Có thể chỉ cho tôi biết chìa khóa đâu được không vậy? Ok, hình như mình mới thấy một cái chìa khóa màu cam các bạn ơi. Thôi, bây giờ mình còn nhất là cái chìa khóa màu đỏ cơ. Mình muốn đi vô cái căn phòng màu đỏ các bạn à. Ôi, nó dí. Chìa khóa màu tím nè các bạn. Chìa khóa màu cam nè, lấy chìa khóa màu cam nè. Let's go, đi nào, come on. Màu cam mình như ở dưới đây nè anh em. Oh no, Skippy dop. No man. Cái game mà đúng là độc lạ bình dương các bạn à. Ok được rồi, cùng nhau chuyển qua tựa game tiếp theo luôn nào các bạn. Thì mình đánh giá game này là 9/10 nha các bạn nha. Vì game này chơi khá là vui luôn, nhưng mà phải cần một kỹ năng khá là giỏi nha các bạn. Ok, cùng với nhau qua game tiếp theo luôn nào. Let's go baby. Và đây chính là game thứ 6, cũng là game cuối cùng nha các bạn nha. Để coi liệu game này có được 10 điểm không nha các bạn. Yo, nào, để xem coi là chúng ta ngày hôm nay có game nào 10 điểm xuất hiện trong video này hay không. Rồi, bây giờ mình chưa có chơi game nào hết, bây giờ mình sẽ bấm nút play ha. Ok, mới vô thấy cái hình này, ít tít. Wow, my god, ghê vậy. 5 mạng còn lại. Wow, game này giống như game kiểu hồi nãy. Oh my god bro. Cái gì mà ghê vậy bro, di chuyển có vẻ khá là chân thật luôn. Và đây là một cái toilet nữa bạn. Oh my god, nhìn cái game này sẽ giống như phong cách của bà ngoại Granny quá vậy trời. Mở cửa ra, có gì không? Không có gì hết. Quay bên đây thấy con Skippy đi toilet chắc là khóc luôn nè. Ok, wait a minute. Nhưng mình thấy cửa, nó có thể mở được.
Ồ không mở được bạn ơi, mình bấm vô cửa mà nó không mở được. Cú lựa rồi. Ê mà từ khoan, cái này có thể trốn xuống dưới gầm giường được không? Mình thấy mình đang ở trên cái giường. Nè thử coi. Ồ đúng luôn nè bạn. Hiện tại mình đang trốn dưới gầm giường nè các bạn ơi. Wow, let's go. Cái này là bắt chước bà ngoại Granny rồi chứ còn gì nữa. Nhưng mà để coi coi là liệu có hay không nha các bạn nha. Ok, hiện tại là mình không thể nào đi ra ngoài được các bạn à. Không biết là cái chìa khóa để mở cánh cửa này ở đâu nữa các bạn. Mà mình sợ là mình đang đi hồi lại cái con Skippy nó vô một cái là chết luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, mình sẽ cố hết sức các bạn à. Ngay bây giờ nhấn bấm like ủng hộ cho anh Jay nha các bạn nha. Để mình mở cái tủ này ra coi coi có chìa khóa bên đây hay không. Ơi có mấy cái chén, mấy cái ly gì kìa. Wait a minute. Ok, mở ra, không có gì hết nha bạn. Oh man, không hề có một cái gì luôn. Wait a minute, không có gì hết. Ơ sao có chìa khóa vậy? Nó chỉ có mấy cái chén, mấy cái dĩa vậy thôi à các bạn ơi. Ê khoan, nếu như bây giờ mình quăng những cái chén, những cái dĩa này xuống đất tạo ra tiếng động thì liệu con nó có vô hay không? Thử xem sao. Hey, ok được rồi, được rồi. Trốn xuống đây. Được không ta? Mình mới vừa quăng cái dĩa xuống đất rồi đó các bạn. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra các bạn à. Và mình không đi ra khỏi được cái căn phòng này các bạn ơi. Wait a minute. Bây giờ mình phải làm sao? Oh, nó kìa. Thấy chưa, hay mình nói đúng không? 10.000 IQ. Ui game này hay các bạn ơi, game này hay. Được đấy, mình thích từ đấy. Ok các bạn à. Ui chúng ta mở cửa bằng cách là phải dụ nó nha. Ui nhưng mà đồ họa game này nó xấu quái cả trưởng. Ok, con Skippy Toilet đang ở đâu vậy? Không biết nữa. Được rồi, cứ đi qua đây thử xem sao. Oh my god bro, thật là kinh dị quá đi. Chúng ta đang ở trong cái căn nhà gì đó khá là kinh dị các bạn ơi. No bro, let's go. 4 mạng còn lại các bạn. Wow, đi tiếp nào. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái cửa bên đây nha các bạn nha. Bên kia hình như có đang có con Skippy Toilet đang ở bên đó các bạn à. Mình không đi qua đó đâu. Cái này là đi xuống đâu vậy? Oh my god, này là đi xuống đáy xã hội vậy bạn ơi. Chết mình rồi, mình chuẩn bị đi xuống đáy xã hội vậy bạn ơi. No bro. Ê, có một cái rương. Trong cái rương này có gì không? Ở trong cái rương này mình có thể chui vô trong luôn bạn. Oh, let's go. No kìa. What? Mình ở trong cái rương rồi mà. No, cái gì ghê vậy? Ở trong cái rương mà cũng bị bắt nữa hả? Mình đã trốn vô rồi mà ta. Trời ơi, đúng ghê luôn bạn. Cái mình kinh dị quá. Oh, what? Mình đã bị ngã xuống dưới đây. Kiểu mình vừa mới đi vô cái sàn cái là mình bị ngã xuống liền các bạn ơi. Và bây giờ mình đã bị què chân rồi các bạn. Ok, không sao. Mình đã đứng lên vậy để đi được rồi. Ồ, hình như cái này là đường tắt hay đi xuống này chứ có gì đâu. Ôi, mở cửa. No, không mở được. Oh my god, no. Đó là một cái bẫy của nó. Hai mạng cuối cùng, let's go. Oh my god bro. Mình nghĩ là bây giờ, ôi các bạn coi nè. Đây là cái tàn tích của chúng ta hồi nãy. Vậy đi xuống dưới không phải là một cách hay các bạn ơi. Skibidi dum 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 dum. Yes. Skibidi dim skibidi dum. Vô trong giường liền. Ok. Wait a minute. Đừng nói mày nhìn thấy tao trong giường nha. What? Nó lôi mình ra, nó giết mình luôn các bạn. Really? Vậy bây giờ phải làm sao? Vậy là bây giờ phải trốn trước từ đầu đúng không? Mình nghĩ chắc là như vậy rồi. Mình sẽ trốn trước từ đầu luôn. Nè đó, bây giờ tao trốn trước từ đầu, mày làm được gì tao nữa. Giờ mình sẽ đợi nó đi xuống dưới tầng hầm và mình sẽ chạy lên lầu luôn. Mình nghĩ là trên lầu sẽ có trực thăng và để đưa mình đi các bạn à. Let's go. Ok, đã bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Không có gì hết, ra khỏi giường nào. Ây, dân chơi là phải thế nó chứ, sợ gì con Skippy Toilet này. Ok các bạn ơi, hiện tại là mình đang kiếm cái đường ở lên lầu nha các bạn nha. Và mình không tìm được cái đường lên lầu các bạn ơi. Bên đây là cái gì đây? Bên đây nó chỉ là một bức tượng thôi các bạn, chứ nó không phải là cái gì hết. Ồ, vậy trên đây có vẻ như đây là cái đường lối ra này các bạn. Oh my god, mình sắp ra. À, no, đây là cú lừa, không phải là lối ra. Đó chỉ là con Skippy Toilet đang ở trong đó. Ui, như cái cửa bên đây mình đã bị chặn lại rồi. Chúng ta phải cần một cái tìm cái chìa khóa các bạn à. Oh my god, mình đi đâu bây giờ? Ok, mình sẽ trốn vào trong cái tủ này. Và nó sẽ không biết được đâu. Mình sẽ chạy ra ngoài để thoát. Oh.
Ok các bạn ơi, mình thấy đây là một tựa game cũng nói chung khá là hay nha các bạn. Nhưng mà thực sự rất là khó với một người chơi như mình các bạn à. Mình một người chơi điện thoại rất là dở luôn. Mình cảm ơn các bạn vì ngày hôm nay đã xem video của mình rất là nhiều nha. Thì trong video ngày hôm nay có 6 tựa game, các bạn thấy tựa game nào hay nhất hay mình lưu ý cho mình biết nha. Mình thấy là cái tựa game cuối cùng này là một tựa game khá là hay. Mình sẽ đánh giá cho tựa game này là 9.5 nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình ngày hôm nay rất là nhiều. Nếu như bạn thích video này đừng quên để cho mình nút like nha. Nhưng mà nào lên mấy kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau. Còn bây giờ thì mình bye bye.